lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn Ở bài Tôi và các bạn, em đã được hướng dẫn để nghe và nói một trải nghiệm. Trong bài học này, em sẽ tiếp tục có cơ hội chia sẻ những điều thú vị mà mình đã trải qua để phát triển kỹ năng nói và nghe của bản thân. Cô mời các em cùng vào bài học Nói và nghe kể về một trải nghiệm của em. Trước hết, chúng ta cùng xác định mục đích nói và những người nghe bài nói. Bài nói về trải nghiệm cá nhân để chia sẻ với người nghe một kinh nghiệm trong cuộc sống và thể hiện bản thân mình. Người nghe ở đây là thầy cô, bè bạn, người thân và những người quan tâm đến trải nghiệm mà em chia sẻ. Giống tất cả các bài nói và nghe khác, em sẽ thực hành nói kể về một trải nghiệm của bản thân thông qua trình tự 3 phần trước khi nói trình bày bài nói và sau khi nói trước khi nói em sẽ phải chuẩn bị nội dung nói và tập luyện nói đến việc chuẩn bị nội dung trước bài nói này em đã có bài viết về một trải nghiệm của bản thân trong phần chuẩn bị nội dung nói việc em cần làm là hãy đọc lại nhiều lần bài viết của mình để không bỏ sót những nội dung quan trọng khi trình bày em có thể lựa chọn một trong hai cách sau Cách đầu tiên, đánh dấu những từ ngữ, những câu văn quan trọng mà khi trình bày không thể bỏ qua, như là câu văn giới thiệu trải nghiệm em muốn kể, những từ ngữ giới thiệu thời gian, không gian, nhân vật trong câu chuyện, những câu văn trình bày diễn biến của câu chuyện và cả những từ ngữ thể hiện cảm xúc của em trước sự việc được kể cách thứ hai em sẽ ghi ngắn gọn ra giấy một số ý quan trọng không thể bỏ qua khi trình bày bài nói như không gian thời gian nhân vật sự việc và cảm xúc của bản thân mình để không bỏ sót những ý quan trọng sau khi đã chuẩn bị nội dung nói bằng một trong hai cách này hãy giúp cô trả lời câu hỏi đâu là hoạt động không phù hợp khi chuẩn bị nói và nghe sau khi đã chuẩn bị nội dung nói em sẽ tiến hành tập luyện như các em đã biết việc tập luyện nhiều giúp cho chúng ta lưu loát trôi chảy giúp mỗi học sinh tự tin hơn khi trình bày bài nói của mình ở chủ đề tôi và các bạn em đã biết có những cách tập luyện nào để chuẩn bị cho bài nói và nghe kể về một trải nghiệm của bản thân chúng ta có hai cách tập luyện đó là tập luyện một mình trước gương hoặc tập trình bày trước một nhóm bạn hay những người thân và lắng nghe các ý kiến, các nhận xét góp ý để hoàn thiện bài nói. Sau khi tập luyện, hãy liệt kê những điểm mà em hài lòng và chưa hài lòng sau mỗi lần tập luyện để rút kinh nghiệm nhé. Sau khi đã chuẩn bị trước khi nói, chúng mình sẽ đến với phần thứ hai, trình bày bài nói. Khi trình bày bài nói, kể lại một trải nghiệm, em chú ý tự tin và thoải mái Chú ý chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc bài nói. Bám sát mục đích chia sẻ trải nghiệm để thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô và tập trung vào diễn biến câu chuyện. Cũng chú ý điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói và sử dụng cử chỉ, điệu bộ cho phù hợp. Đây là những chú ý đã được nhắc đến trong bài 1 tôi và các bạn. Trong câu hỏi sau đây, hãy chọn ra hai yếu tố thuộc về cử chỉ, điệu bộ nhé. Khi trình bày bài nói, em có thể sử dụng hiệu quả các ghi chú bằng cách viết trên một vài mảnh giấy nhỏ để không bỏ sót những nội dung quan trọng. Cũng có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, đoạn phim ngắn để bài nói thêm thú vị và hấp dẫn. Sau khi đã trình bày được bài nói, đến với bước cuối cùng, sau khi nói, như chúng ta đã biết, sau khi nói, người nghe và người nói trao đổi với nhau người nghe sẽ trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng có thể trao đổi về một số nội dung như là điều hấp dẫn thú vị của câu chuyện những sự việc chi tiết còn chưa rõ trong bài nói còn người nói sẽ lắng nghe phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng giải thích thêm về những sự việc những chi tiết mà em còn chưa rõ ngoài ra em có thể trao đổi thêm về các nội dung Xem sự phù hợp của việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ như điệu bộ, cử chỉ, nét mặt với nội dung của câu chuyện đã đạt đến hay chưa? Hay hiệu quả của các phương tiện hỗ trợ khi trình bày như thế nào? Những phương tiện hỗ trợ có thể kể đến như là tranh ảnh, đoạn phim ngắn. Như thế, cô trò chúng mình đã cùng nhau trải qua 3 bước tiến hành trước khi nói trình bày bài nói sau khi nói của bài nói và nghe kể về một trải nghiệm của em những kiến thức lý thuyết này sẽ chuẩn bị cho chúng mình có được một bài nói và nghe đạt hiệu quả tốt nhất chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các em trong phần thứ hai của bài học này để cùng lắng nghe một bài nói tham khảo nhé